Thực hư đường sắt Cát Linh Hà Đông có lãi, ngân sách đã phải bù bao nhiêu được trợ giá, công ty vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông có lãi. Một lãnh đạo Hanoi Metro cho biết doanh thu từ bán vé và khoản trợ giá 417 tỷ đồng là nguyên nhân chính giúp doanh nghiệp này có lãi trong năm 2022. Cụ thể, cùng với doanh thu bán vé tăng và khoản trợ giá từ thành phố Hà Nội, năm 2022 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hanoi Metro, đang vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông, đã thoát lỗ và có lãi trước thuế 96,8 tỷ đồng. Trước đó, năm 2021, Hanoi Metro công bố doanh thu từ bán vé đường sắt Cát Linh Hà Đông đạt hơn 5,3 tỷ đồng trong khi giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ cho tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông là hơn 58,94 tỷ đồng, lỗ gộp của doanh nghiệp này là 53,6 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, từ khi hoạt động vào tháng 6 năm 2015 đến hết năm 2021, Hanoi Metro lỗ lũy kế gần 160 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán do Hanoi Metro công bố năm 2022, doanh nghiệp này đạt tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 483 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán vé tàu Cát Linh Hà Đông hơn 65,8 tỷ đồng, còn doanh thu trợ giá từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là 417 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí trong năm 2022, Hanoi Metro lãi trước thuế 96,8 tỷ đồng. Qua báo cáo tài chính năm 2022 của Hanoi Metro, có thể nhận thấy doanh thu từ bán vé tàu Cát Linh Hà Đông tăng cao hơn năm 2021. Vì ngày 6 tháng 11 năm 2021, tàu Cát Linh Hà Đông mới đưa vào khai thác nên doanh thu bán vé trong gần 2 tháng chỉ đạt con số khiêm tốn. Thứ hai là năm 2021, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông chưa nhận được tiền trợ giá từ thành phố Hà Nội. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Hanoi Metro cho biết doanh thu từ bán vé và khoản trợ giá 417 tỷ đồng là nguyên nhân chính giúp doanh nghiệp này có lãi trong năm 2022 sau khi cân đối tài chính. Còn con số lỗ của năm 2021 được giảm xuống còn 37,8 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2022 là do từ tháng 9 năm 2022, Hanoi Metro bắt đầu nhận được tiền trợ giá từ thành phố Hà Nội để bù trừ chi phí cho năm 2020. Số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của Hanoi Metro là số liệu chưa trợ giá của thành phố Hà Nội. Trước đó, khi công bố báo cáo tài chính năm 2021, Hanoi Metro cho biết thời điểm đó doanh nghiệp này đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt hàng cho đường sắt Cát Linh Hà Đông 2 tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022. Sau khi doanh thu của năm 2021 được cộng thêm trợ giá theo đặt hàng của thành phố Hà Nội, chắc chắn bức tranh tài chính của Hanoi Metro sẽ khác so với báo cáo tài chính năm 2021. Việc trợ giá của thành phố Hà Nội không chỉ bù đắp phần thiếu hụt do doanh thu không đảm bảo chi phí mà còn có lãi định mức theo quy định. Từ khi đưa vào khai thác, ngày 6 tháng 11 năm 2021, đến hết năm 2022, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông chở trên 9 triệu hành khách. Quý 1 đến 2023, tuyến đường sắt đô thị này đã vận chuyển được hơn 2,65 triệu lượt hành khách, tăng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Hanoi Metro, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đường sắt đô thị là lĩnh vực dịch vụ công nên với mức giá rẻ có trợ giá để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Việc trợ giá cho đường sắt đô thị được quy định trong luật đường sắt.